Y123 xin chào các em. Hôm nay Y123 giới thiệu các em về cách điều chế khí clo bằng cách nhiệt phân kali permanganat. Mời các em theo dõi nhé. Đây là một số dụng cụ thí nghiệm. Các dụng cụ thí nghiệm sẽ được bố trí như hình vẽ sau đây. Một là đèn đốt nhiệt. Hai là bình đựng hóa chất kali permanganat, bình nhiệt phân kali permanganat. Đây là cái ống để chúng ta đổ kali permanganat vào này. Sau khi nhiệt phân xong thì khí clo sẽ bay lên theo cái đường ống này. Ống này đi qua nước water, tức là nước. Đi qua nước là water, tức là nước. Để làm gì? Để lọc bớt cái thành phần khác. Sau khi đi qua nước thì nó được dẫn qua dung dịch axit sulfuric đặc nóng để làm gì? Để hấp thụ hết hơi nước. Từ dung dịch axit sulfuric đặc nóng này, sau khi nó hấp thụ hết hơi nước, nó sẽ bay qua cái bình này để thu được khí clo màu vàng nhạt. Vậy chúng ta cùng làm thí nghiệm nhé. Bây giờ Y13 cho kali permanganat và dung dịch axit chlorhydric vào. Sau khi bật đèn nhiệt phân đây, sau khi đun nóng này, em quan sát sau khi đun nóng này thì hỗn hợp kali permanganat cùng với axit chlorhydric tác dụng với nhau tạo ra một chất khí bay lên này. Thì khí bay lên theo cái ống này truyền đến bình đựng nước. Từ bình đựng nước được truyền qua bình dung dịch axit sulfuric đặc nóng đặc để hấp thụ hết hơi nước. Từ bình dung dịch axit sulfuric đặc nóng này truyền qua bình đựng khí clo. Đây chính là phương trình phản ứng học của nó. Đây là phương trình phản ứng học của nó là kali permanganat tác dụng axit chlorhydric dưới tác dụng của nhiệt độ tạo ra kali clorua cộng mangan clorua cộng nước và giải phóng ra clo.